Thúy Tiên xin chào cô chú anh chị. Đây là giống mỏi ruột đỏ nha cô chú anh chị. Giống mỏi ruột đỏ này cũng rất là xiên trái luôn. Cây này trồng chưa giáp năm nữa đó cô chú anh chị. Chưa giáp năm nữa mà đã bắt đầu ra trái cho gì rồi nè. Do không dám để trái nhiều thôi chứ trái rất là nhiều. Để trái nhiều thì cây nó nhỏ quá, nó không có nuôi nổi. Để trái nó được lớn, trái nó sẽ nhỏ nhỏ. Trái này là sắp ăn được, giống như là nó chưa có tới lứa lắm nhưng mà ăn được. Để thi tiền hái ra. Hái ra cho cô chú anh chị xem. Nó gì vậy cô chú anh chị? Gục đó. Giống ruột đỏ giờ ở ngoài thị trường nó làm mọi người cũng thích lắm đó cô chú anh chị. Giống họ ta trồng cũng nhanh lớn lắm cô chú anh chị. Chưa giáp năm cái thằng nó đây bên lớn này. Cô chú anh chị có trồng giống mỏi ruột đỏ thì alo Thúy Tiên để số điện thoại phía dưới ạ.